cầu Phật Phật độ mệnh, tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng tháng 10 âm lịch 2024, hưởng lộc trời cho, rủ sạch vận hạn, thoát kiếp bần hàn, tiền giang chất đống, cuộc sống giàu sang phú quý. Quý cô bác anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, vô phúc liền có họa, không xô cũng tự đổ. Thời buổi bây giờ không khó để có thông tin về vận hạn. Tính thích biết trước mọi điều của Giáp Dần cao như vậy, không khó để biết trước được phần nào dự đoán xui rủi. Nhưng biết là một nhẽ, có thấm hay không lại là cả một câu chuyện dài. Cái tính của Giáp Dần nói sao nhỉ? Kiểu xấu che, tốt khoe là thiên bẩm của nhân loại. Xấu che, tốt khoe thì lại là thiên bẩm của Giáp Dần. Vậy nên thông tin xấu họ sẽ nghe rồi để đấy, thông tin tốt thì mới hớn hở, hân hoan bê về góc nhà mình để tự sướng. Cho nên có dự báo thế, dự báo trước, dự báo nữa, thì Giáp Dần vẫn cứ luôn ngỡ ngàng khi gặp hạn. Lúc đó tâm mới thấm, mồm mới lầm bầm, à tưởng không đen, hóa ra đen không tưởng. Vận hạn của một con người, xét cho cùng chỉ quanh đi quẩn lại có mấy chuyện. Người nào phúc lớn thì hạn đánh vào tài chính, hay như các cụ bảo của đi thay người, người nào phúc ít hơn thì lại đánh vào tình cảm và các mối quan hệ. Như một năm rồng, lửa thử vàng, thử chân tâm. Người nào phúc mỏng nữa thì hạn đánh vào sức khỏe, bệnh tật vào mình, ốm yếu vào thân. Còn dĩ nhiên người nào phúc bạc thì họa hại tai ương cũng không thiếu. Giáp Dần nhắm mắt miệng cười. Vậy nên nếu Giáp Dần đang còn ở đây nghe đôi ba câu ngớ ngẩn này, đấy là cả một sự may mắn không hề nhỏ trong cái thời kỳ trung vận này. Tuy nhiên thì qua cơn bí cực tới hồi Thái Lai mới đây nhất, thầy Tử Vi tiết lộ rằng đúng tháng 10 âm lịch 2024 sắp tới, người tuổi Giáp Dần sinh 1974 là con giáp khổ tận cam lai. Trước kia càng khó khăn, vất vả bao nhiêu thì tháng 10 âm lịch này trở đi càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Biết trước đại nạn là may mắn, tránh được họa là phúc phần của Giáp Dần. Vượt qua bão đại họa mà nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ trăm bề, phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà, mọi khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Tổng quan tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, mệnh thủy, đại khê thủy, tức là nước khe lớn. Do mang đặc tính của thủy, nên đa phần người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có tính cách mềm mỏng, hiền lành và chất phác. Họ thuộc tiếp người làm việc lớn, có được cũng giãn được. Khi cần họ có thể ngoại giao tốt, khi nghiêm túc họ cũng có thể tập trung một cách vô điều kiện. Có thể thấy những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hầu hết đều là những người ngay thẳng và có đạo đức. Họ có nguyên tắc sống riêng của mình và luôn làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Kỹ năng tổ chức của người tuổi này rất tốt. Họ cũng luôn tự tin trong công việc, nhờ vậy gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Hơn nữa, bản mệnh lại được hưởng năng lượng mộc kép do cả thiên can, địa chi, Giáp và Dần đều thuộc hành mộc. Vì thế người tuổi sắp Dần luôn điềm đạm và nồng hậu. Hổ gỗ luôn chắc chắn trong mọi việc, thận trọng và sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi hành động. Người sinh năm 1974 cũng rất dân chủ. Họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy bằng mọi cách. Thay vào đó họ cũng hiểu như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác. Có như vậy, tất cả mới tiến nhanh và tiến xa hơn. Cũng vì vậy, tuổi Giáp Dần nhận được rất nhiều sự ủng hộ thuộc mọi tầng lớp của xã hội. Người Giáp Dần rất hào phóng, sẵn sàng bảo vệ bạn bè và người thân của mình. Có thể nói những người tuổi này chính là những người bạn, người đồng hành lý tưởng nhất. Họ không nổi loạn như những tuổi Dần khác, luôn biết cách giải quyết vấn đề với các tình huống nhanh gọn và hiệu quả nhất. Cùng nhìn lại quãng đường mà Giáp Dần đã trải qua. Theo năm tháng trải qua, Giáp Dần cũng tôi rèn ra mình một con người bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Giáp Dần luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm nhận được sự đãi ngộ. Giáp Dần giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Giáp Dần như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thì như hầu đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Giáp Dần là một loại nhường nhịn,
lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình để khiêu chiến với sự nông cạn của kẻ khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoảng qua. Trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Giáp Dần, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được. Cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tuy nhiên, cũng khó tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, như áp lực, sự kỳ vọng. Người tuổi Giáp Dần thường đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân và có xu hướng tự đặt áp lực cao để đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghề nghiệp hay mối quan hệ. Điều này có thể gây ra áp lực nội tâm và đôi khi khó đáp ứng đúng mong đợi của bản thân và người khác. Sự thiếu ổn định. Tuổi Giáp Dần là năm cuối của chu kỳ 12 năm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa và đôi khi có thể đánh dấu sự chuyển giao hoặc không chắc chắn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chẳng hạn như công việc, học tập hay mối quan hệ, điều này có thể gây ra sự bất an, đôi khi định hướng khó cho tương lai. Sự nghi ngờ và lo lắng. Người tuổi Giáp Dần có thể có xu hướng suy nghĩ nhiều và có tính cách hoài nghi, lo lắng về tương lai và quá trình ra quyết định. Điều này có thể làm cho họ cảm thấy bối rối và không chắc chắn trong việc lựa chọn đúng hướng đi. Sự bất đồng và xung đột. Tuổi Giáp Dần thường được biểu tượng quá là mộc đất quang du, biểu thị cho sự bất đồng và xung đột trong mối quan hệ. Người tuổi Giáp Dần có thể đối mặt với những thử thách trong việc giao tiếp và duy trì mối quan hệ hòa hợp với người khác, đặc biệt là trong môi trường xã hội phức tạp và đa dạng ngày nay. Thiếu kiên nhẫn và nóng tính. Người tuổi Giáp Dần có thể có tính cách nóng tính và không kiên nhẫn trong những tình huống căng thẳng hoặc áp lực. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định đột ngột hoặc hành động không suy nghĩ, gây ra hậu quả. Kỳ thực, Giáp Dần trải qua khổ nạn cũng hiểu được rằng nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi, nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. Mỗi người đều có thể tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình và sự yên bình thật không thể bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không thì phải tùy duyên. Giáp Dần hiểu được rằng, không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không có cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Dạng pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì ta nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo như hình với bóng. Người có trí tuệ, hãy thổi bay những câu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn, thổi sạch các cặn bã của chất tạp. Từng chút một, từng cái một và từng lúc một, hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan, không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê, theo cách ấy, chỉ cần tự giác tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. Bước vào tháng 10 âm lịch năm 2024, người tuổi Giáp Dần vốn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Thế nhưng chỉ cần nắm được cơ mệnh này thì ắt được thần tài ban cho nhiều vàng bạc, thoát khỏi khổ nạn, bước lên con đường làm giàu cho chính mình. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tháng 10 năm 2024 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Giáp Dần. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức các tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài dượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn, tháng này bạn có thể đầu tư,
nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở Giáp Dần. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng mới cho thấy, người tuổi Giáp Dần trải qua tháng 10 âm lịch một cách khá bình yên. Mọi phương diện cuộc sống đều có bước phát triển nhất định, dù không quá nổi trội, nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy quyết tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Nhị hợp trợ mệnh, sự nghiệp của Giáp Dần phát triển khá thuận lợi, nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến nhất định. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập ra những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng giúp con đường tương lai của bạn trở nên tươi sáng hơn. Tháng này công việc hoàn thành thuận lợi, còn là do bạn biết đoàn kết hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn tới mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn dựng đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Với sự giúp sức của nhị hợp quý nhân, tuổi Giáp Dần có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi và tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên, do tác động của nguyệt lệnh lâm suy, đôi khi bản mệnh rơi vào tình trạng lo lắng thái quá, bạn cần kịp thời trao đổi tâm sự với người khác để thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Nếu có điều gì chưa rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi người đi trước, chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Xét trên phương diện tài lộc. Tháng 10 âm lịch, tháng Quý Hợi, dưới tác động của cục diện Dần Hợi nhị hợp, lại thêm thiên đức cát tinh nâng đỡ, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Giáp Dần sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với người làm đầu tư, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu có gặp khó khăn, trắc trở đi nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Tuy nhiên, tháng này không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra. Tiểu hao cho thấy bạn có thể tốn tiền cho các hoạt động chi tiêu mua sắm. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân mình để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên dung tay quá trớn mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình. Tốt nhất bạn cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao trong tương lai hoặc cho những tình huống bất ngờ. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán tự do, bạn cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Đường tình duyên gia đạo của Giáp Dần trong tháng 10 âm này cũng là một trong những điểm sáng trong vận trình của mình. Bạn có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình đầm ấm, giảm mâu thuẫn cãi cọ. Với người đã lập gia đình bản mệnh đón hỷ sự liên tiếp, không khí gia đình vui tươi, đầm ấm,
một vài mâu thuẫn xung đột trước đó được xử lý ổn thỏa, gia đạo ngày càng yên ổn, một vài gia đình đón tin vui về chuyện con cái, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít. Thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng vào khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe cổ vũ cho nhau, thậm chí phải thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. Dù mệt mỏi đến mấy, về đến nhà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, cùng nhau trao đổi, dạy dỗ con cái. Bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Với người độc thân, bạn đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Bạn dần quên được với tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được ai đó phù hợp ngay trong khoảng thời gian này. Đôi bên hãy đối xử chân thành với nhau, quan hệ sẽ trở nên bền vững và lâu dài. Xét về phương diện sức khỏe, tuy nhiều phương diện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của tuổi Giáp Dần lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng sẽ mắc phải các bệnh giặc khi tiết trời chuyển sang đông. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, bạn đã làm việc quá vất vả. Nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, bạn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng, stress. Cần chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Ngoài ra, mùa thu cần chú ý dưỡng sinh bằng nhiều biện pháp kết hợp việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc chống khô hanh. Về ăn uống nên ăn chua giảm cay, về thói quen sinh hoạt nên ngủ sớm, dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, về chế độ luyện tập thì nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động mạnh kẻo bị chấn thương. Ngoài ra, cần lưu ý trong tháng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng, tuổi Giáp Dần cần chú ý sử dụng dao kéo, đồ vật sắc nhọn đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương bị thương tật, chảy máu. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải từng tuần trong tháng 10 âm lịch để quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là Tử Vi tuần 1, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tháng 10 âm lịch 2024. Bước sang tuần đầu tiên của tháng Quý Hợi, người tuổi Giáp Dần gặp khá nhiều may mắn, đặc biệt là vào đầu tuần. Công việc cực kỳ suôn sẻ, những vất vả tuần cũ đã dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này. Công việc cũng may mắn đi xa xuất ngoại, cầu công danh đều được thành công như ý. Bạn sống hòa nhã, khiêm nhường, nên đi làm ở đâu cũng được người khác kính nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bản mệnh, nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được bạn đâu. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách hàng tin tưởng yêu thương. Vận trình tài lộc khởi sắc rõ rệt khi con giáp này phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu nhập phụ. Thế nhưng bản mệnh đừng vì thế mà chi tiêu quá thoải mái. Tuần này, những ai có kế hoạch du lịch thì cứ tiến hành, vì chuyến đi sắp tới rất may mắn. Tuy nhiên, vào khoảng nửa đầu tuần bạn cần phải cẩn thận, bởi sẽ có tai họa ập đến bất ngờ có liên quan tới gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì cần phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh thì cũng nên đi thăm khám ngay. Cẩm nang dượng vận, quý nhân tuất ý, tiểu nhân thân mùi. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số phát tài: 58, 27, 64. Tử vi tuần 2, tháng 10 âm lịch, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Theo tử vi tuần thứ 2, đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong. Cuối tuần có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn là lúc con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm. Công việc của tuổi Giáp Dần đầu tuần khá chật vật, nhưng may mắn đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận, nếu không bản mệnh sẽ vướng vào thị phi chốn công sở. Người làm công việc có liên quan tới y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn. Tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.
Thế nhưng bản mệnh đừng vội chủ quan, tài vận vẫn còn khá, sóng gió dễ hao tài, mất của. Bạn đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền. Dù người ta trả tiền lãi cao hay không cũng không được cho vay, vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì phải chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn. Vận trình tình cảm của người đã có gia đình khá thuận, nhưng những người chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút, vì khi số có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn không được như ý. Thêm vào đó, bạn bè chơi với nhau thì cần phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau thì Giáp Dần nên dẹp bớt đi. Trong tuần, bạn có xu hướng tham lam công việc tới mức bỏ bê sức khỏe của mình, thậm chí có người bị đau đầu, đau dạ dày, cũng chi phí hay lo lắng, hoặc làm việc quá sức. Hãy cân đối lại thời gian để được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân, Ngọ, Hợi. Tiểu nhân, Thân, Tuất. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, trắng. Con số phát tài, 33, 69, 85. Tử vi tuần 3, tháng 10 âm lịch, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Giáp Dần có thiên đức các tinh nâng đỡ. Thời gian qua bạn đã vất vả nhiều rồi, đây là lúc bạn được bù đắp lại đó. Về chuyện công việc, hãy ưu tiên cải thiện phương pháp để tăng năng suất làm việc của mình. Giáp Dần là người có năng lực, lại điềm tĩnh, nên cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ. Kinh doanh, buôn bán thì có khách túc tắc đều đều. Giữa thời buổi khó khăn này, hãy giữ sự lương thiện, chính trực thì bạn sẽ không phải sợ mất lộc, đường tiền bạc sẽ tốt đẹp lên. Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả, nhờ nhị hợp và thực thần nâng đỡ. Tuần này chắc chắn sẽ có lộc ăn uống, tiệc tùng, quà cáp đến với Dần. Hãy đón nhận mọi lộc lá lớn nhỏ bằng tinh thần thoải mái nhất nhé. Gia đình hòa thuận, êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế tham công tiếc việc, để dành thêm thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn, giúp tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân, Tuất, Ngọ. Tiểu nhân, Thân, Tửu. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 58, 33, 90. Tử vi tuần 4, tháng 10 âm lịch, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Theo tử vi tuần cuối của tháng 10, tuổi Giáp Dần có điềm báo khá chật vật. Có kẻ ghen ăn tức ở cho thấy bản mệnh giỏi hơn, giàu hơn, nên nóng ruột muốn đặt điều chê bai, nói xấu. Đầu tuần tưởng như rất khó khăn, nhưng đó lại là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc. Một vài thách thức tới với bạn trong tuần này. Đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai thêm bền vững. Dù là làm công việc gì, bạn cũng có kẻ muốn cạnh tranh âm thầm sau lưng. Đặc biệt là những người làm tự do hoặc công chức thì càng nên ăn nên làm ra thì càng ít bạn chơi cùng. Tuy nhiên, đừng nản lòng, kết quả mà bản mệnh nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với sự tận tụy và công sức của bản thân. Vận tài lộc có chút mất mát nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn cần phải đề phòng. May mắn là càng về cuối tuần, bản mệnh càng có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức, kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền làm ra. Trong chuyện tiền bạc, dù có tài tinh chiếu mệnh nhưng bạn cũng không nên chủ quan. Bạn nên có sự rõ ràng, đồng thời không nên quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Tuần này bạn không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều, hãy làm mọi thứ chậm mà chắc. Vận trình tình cảm hung cát đang xen, bản mệnh nên cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại. Người không tốt thì không nên tiếc. Đầu tuần có tin vui liên quan tới cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng. Cuối tuần thì cần cẩn thận, có điểm xung đột cãi cọ trong nhà, bạn nên bớt nóng tính lại. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh lúc này không được tốt, có thể vì quá lo lắng và nóng lòng muốn thay đổi mà con giáp này thường xuyên có cảm giác bất an, tự tạo sự căng thẳng không cần thiết cho mình. Cẩm nang dượng vận. Quý nhân, Hợi, Ngọ. Tiểu nhân, Tỵ, Ý. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số phát tài, 12, 58, 94. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đời người vốn chỉ được sống một lần. Những người coi trọng cuộc đời thì cuộc đời sẽ không bao giờ bạc đãi họ.
Bản thân cuộc sống giống như một chiếc gương, khi bạn cười với nó sẽ cười với bạn, còn nếu bạn khóc với nó, thì nó cũng khóc với bạn. Nếu bạn đối với cuộc đời có thái độ lười nhác, bất cần, ruồng rẫy, để mặc dòng đời tự trôi, như vậy thì cuộc sống sẽ không tiếc rẻ gì hồi đáp lại bạn những ngày tháng khô khan, nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng nếu bạn đối với cuộc đời tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết, thì ngọn lửa bùng cháy này sẽ khích lệ bạn dũng cảm thẳng tiến, vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Bởi trên thế gian này vốn không có thứ gì là đặc biệt, chuẩn bị sẵn cho bạn cả. Bản thân bạn cần phải bắt tay sáng tạo mới có thể thật sự vừa lòng thỏa ý được. Cho nên thứ quyết định chất lượng cuộc sống không phải tiền bạc hay vật chất, mà là thái độ sống của chúng ta. Sinh mệnh đến rồi lại đi, ngày nó trôi đi chẳng chờ một ai, thời gian không phải là vô hạn. Vậy thì hãy tranh thủ khi đang may mắn được tận hưởng cuộc đời này để thay đổi thái độ sống, sao cho thật đáng với cơ hội được sống hiện tại. Theo đó, để sống tốt cuộc đời này, bạn cần ghi nhớ thái độ sống của kẻ khôn ngoan là tránh xa ba cái tùy sao: không nói lời tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, không làm người tùy tiện. 1. Không nói lời tùy ngữ. Sống trên đời, muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, trước hết phải biết đối nhân xử thế, chân thành nhưng cũng phải khôn ngoan. Cổ nhân xưa có những điều răn vô cùng sâu sắc, cho đến ngày nay, đó chính là không được nói lời tùy ngữ. Có câu, uống lưỡi 7 lần trước khi nói, ý rằng bảo chúng ta trước khi nói điều gì, đều phải nghĩ trước hậu quả, và phải đặt mình vào vị thế của người nghe. Biết được lời nói của mình có phù hợp hay không, bất cứ lời nói tùy ý nào đều có thể để lại những kết quả khác nhau. Lời hay ý đẹp, khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Ngôn ngữ là cây cầu kết nối giữa người với người, cũng là phương tiện quan trọng để chúng ta nhận thức thế giới bên ngoài. Vậy nên, nếu muốn nói rõ ràng, nói thú vị, làm người nghe vui vẻ, hài lòng, dễ nghe lọt tai, thì hãy nói lời tốt đẹp. Khi tức giận, hai người tốt nhất nên tách nhau ra, cho cả hai khoảng lặng để suy nghĩ và bình hòa lại. Sau khi cơn giận nguôi đi hẳn tiếp tục giao tiếp, nếu không những lời nói trong lúc giận dữ có thể sẽ hủy hoại mối quan hệ giữa cả hai. Người ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Nếu không biết rõ ràng, tường tận sự việc nào đó thì cứ bảo không biết, đừng cố vẽ ra một bi kịch, bản sai sự thật, để chứng tỏ rằng mình hiểu biết, vì bạn sẽ không biết người đối diện sẽ moi móc lỗi sai của bạn, hay đem câu chuyện đó mách lẻo với người khác và sinh ra rất nhiều rắc rối về sau. 2. Không làm việc tùy hứng. Làm việc gì cũng vậy, hãy để tâm và có trách nhiệm với những gì mình làm. Có như vậy, bạn mới có thể nhận lại kết quả đáng mong đợi. Đừng làm mọi thứ một cách tùy tiện hời hợt, hứng đến thì làm, hứng đi lại bỏ dở. Hãy nhìn vào tổng thể và tính đến tương lai lâu dài, chứ không phải mang tâm tình nhất thời. Nếu bạn muốn vào một trường đại học tốt, bạn phải học tập đủ chăm chỉ. Muốn tìm được một công việc tốt, bạn phải có đủ năng lực cho công việc đó. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Để có được thứ bạn muốn, bạn phải trả giá. Không có thứ gì tự dưng trên trời rơi xuống, chứ không thể tùy hứng, muốn làm thì là làm đấy. Ai cũng có hoàn cảnh thân phận khác nhau và có trách nhiệm của riêng mình. Người là trụ cột của gia đình và có trách nhiệm với gia đình. Người thầy là trụ cột của trẻ em và trách nhiệm với học sinh. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của con người. Chỉ có kiềm chế được cảm xúc thì mới có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình. Do đó, bạn phải chủ động kiểm soát cảm xúc của bản thân và biết điểm dừng. 3. Không nên làm người tùy tiện. Cùng với câu nói tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, thái độ sống của kẻ khôn ngoan còn thể hiện việc không làm người tùy tiện. Cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ. Con người ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình, nhưng con người hơn nhau ở chỗ ai có khả năng kiềm chế dục vọng và sống có nguyên tắc thì kẻ đó là chiến thắng. Làm người không thể quá tùy tiện. Người quân tử là người biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải có lương tâm và đức độ của bản thân. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị
đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.